kịp để lại di nguyện nào không? Cái đó thì gia đình gia đình sẽ công bố di nguyện sau sau đám tang. Trước khi mất thì chúng tôi cũng buồn, nhưng mà tại vì luôn biết là nhiều người hâm mộ ba lắm, cũng cũng hóng những cái tin tức về ba, nhưng mà ba khi mà ba bệnh ba cũng mong trở lại sân khấu. Nhưng mà cái điều mà cáo phó với lại đồng nghiệp với lại khán giả là cái điều không muốn. Nhưng mà cũng phải đã đến lúc ba phải bỏ sân khấu về với Tổ nghiệp. Cái câu cuối cùng mà ba nói với anh thì anh có còn nhớ không anh? Cái lúc bà bệnh á thì anh có lên thăm, thì ba ngồi nói chuyện, ba cũng chỉ cho mấy cái bài diễn mà ba chuẩn bị diễn. Mà chỉ chung với sân khấu như đó là tâm nguyện của ba. Nhưng mà ba lại nói là khi nào ba hết bệnh ba sẽ tham gia sân khấu với Đường. Anh Luân gần như là một cái phiên bản giống nhất với Vũ Linh, không hiểu sao mà giống một cách trùng khớp từ ngoại hình cho tới cái giọng ca, thì không biết là cái điều này có ý nghĩa như thế nào là đúng anh? Luân nghĩ là chắc có lẽ là có duyên cha con của Diệp trước, cho nên là khi mà Luân mới đi hát thì ba phát hiện Luân là ba có tới nhà, ba xin phép ba mẹ ruột của Luân để nhận làm con nuôi. Mà Luân cũng không ngờ cái cái đó cũng là cái điều may mắn cho Luân đi làm nghề. Không biết là ngày xưa có ai đồn anh là con rơi của chú Vũ Linh không? Có đi hát thì mình cũng có nói là trên báo chí là nghe nói là Vũ Luân là con nuôi, nhưng mà mình đi họ đi diễn thì khán giả cũng hỏi vậy, cái mình trả lời dạ con là con nuôi. Cái mấy cô chú bác ở dưới tỉnh không có tin, nói là chắc con nghi là Vũ Linh nó đẻ rớt mày ở đâu. Chứ lại con gì mà con nuôi gì mà giống dữ vậy. Thì mình chỉ biết cười thôi chứ mình đâu có dám nói gì nữa. Thật ra thì anh với cả là chị Bình Tinh cũng là hai người con nuôi mà được chân truyền những cái tinh hoa trong nghề từ chú Vũ Linh, một cái người mà phải gọi là rất là tên tuổi lớn ở trong nghề đúng không ạ? Như vậy thì không biết là anh thấy là mình đã gọi là tiếp nhận được bao nhiêu cái tinh hoa từ ba nuôi Vũ Linh ạ? Ba thì ba sẵn sàng truyền nghề cho con cháu, em cháu, trong đó có Luân, có Bình Tinh, là được may mắn gần ba nhiều nhất, cho nên là ba truyền nghề. Rồi ba thì cái tâm nguyện ba có sức khỏe là ba sẽ truyền nghề cho thế hệ sau nữa, nhưng mà chắc quý vị cũng biết là ba đã thực hiện nhiều cái live show đưa đò, người đưa đò, là ba muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ, thế hệ con cháu để giữ cái bộ môn nghệ thuật tuồng cổ của ba.
Thank you.
Thanh Tuấn của chị ơi. Cái gì? Ngân Tuấn ha. Ngân Tuấn.
Thank you.
đầu về sáu ơi. Dạ chị Dung. Về con sáu ơi. Dạ dạ. Dễ thương nha. Tắt đường, tắt đường.
chúc em thành công nha, chúc em. Dạ, thông cảm chú luôn. Thông cảm mà, tắt đường à. Thank you.
chú còn mất tay chứ. Diễn viên Minh Luân nha cả nhà. Đó, chị có tiền, chị tiền nhiều lắm. Anh lên luôn.